Hello các bạn, em xin mến chào các bạn trở lại kênh của em Quỳnh nha. Hôm nay là em sẽ dùng cái màu xanh là dễ cho cô khách nè các bạn. Đây là bộ nail của cô khách, em đã làm bộ mới xong ha. Sơn cái màu natural xong luôn rồi, bây giờ em sẽ sử dụng cái màu xanh này nè. Đó. Em sẽ vẽ cho cẩn nha các bạn. Rồi. Bây giờ em sẽ dùng một cái cọ vẽ line để lấy cái đầu nó nhỏ. Còn các bạn có thể dùng cọ nào cũng được, miễn mình cảm thấy làm sao mà dễ cho mình thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu bắt cái fan nha. Cái fan bây giờ thường khi của khách hay làm o mình đó các bạn, giữa cái o mình ship rồi vẽ cái fan cao lên vậy nọ. Em mình đi cái dòng này trước nha, rồi sau đó em mình mới tô lại sau. Mình bắt ở trên đây. Đó, rồi cái này vậy là xong một ngón đó các bạn. Rồi mình bắt cho nó đều nha. Bạn hãy bắt cái mí này cao lên nè. Đó, rồi bây giờ mình đi cái vòng cung, mình đá lên bên đây. Đó, các bạn khi mình bắt cái vòng xong đi rồi mình hãy tô lại cái đường này các bạn. Nếu cái màu mà nó không có cover well là mình phải đi hai nước nha. Còn cái màu nào nó cover well, có nghĩa nó che được đều thì mình đi một nước thôi. Rồi, thường khi các bạn biết những cái cô khách hay giả thiết kiểu này là đa số có vẽ những cái màu lọt lọt không ạ. À? Các bạn thấy em đi cái đường cong trước không? Đó. Sau đó mình sẽ chỉnh lại cho nó đều ha. Rồi mình đi cái đường mình chỉnh lại cho đều xong rồi mình mới tô cái phần tiếp phía dưới này. Cái quan trọng là mình đi cái đường đó các bạn, mình bắt cái đường cong, cái đường bầu đó. Còn cái tô lại bên dưới đây là nó dễ rồi, khi nào cái đường nó chuẩn thì mình tô lại thôi. Rồi đây cũng vậy. Bạn biết cái này bây giờ là cũng là đang là cái phong trào hot đó. Giữa o mình mà vẽ cái thiếp kiểu này nè. Có nhiều cô khách vẽ cái thiếp mỏng thiệt mỏng luôn, nó đi như một cái đường thôi à. Còn cơ này là móng ngắn nhưng mà vẽ như vậy là cũng tương đối cái thiếp cũng ok đó các bạn, chứ không có mỏng dữ. Rồi. Rồi xong ha. Rồi qua đây nè. Qua đây thì em đi bắt từ bên đây. Nếu mà các bạn canh về mà mình thấy khó cho mình á thì có thể mình chấm một chấm ngay giữa, mình làm cái trục ha, rồi sau đó mình sẽ kéo cái đường bầu này nó cũng cho nó dễ canh đó các bạn. Còn các bạn cảm thấy các bạn kéo mà mình canh nha em được thì mình kéo thẳng vậy luôn, mình khỏi chấm khỏi gì hết đó. Mình bắt hai bên này cho nó cao lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi bàn tay bên đây nha. Rồi qua tới bên kia cũng vậy. Các bạn ơi, sẵn đây em mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, em mình có thêm một cái kênh mới đó, đó các bạn. Cái này là cái kênh cũ nha, cái kênh chuyên về vẽ nail, và em mình có cái kênh mới là cái tên là cũng là em mình Quỳnh luôn, nhưng mà em mình Quỳnh cuộc sống Mỹ nha các bạn. Cái kênh mới đó em mình chia sẻ những cái sinh hoạt hàng ngày đời thường của gia đình em mình, cuộc sống ở bên Mỹ này của một người bình thường nó như thế nào, đi làm nail rồi sinh hoạt cuối tuần rồi gia đình đó các bạn. Các bạn yêu mến em thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cái kênh mới của em nha các bạn. Rồi đó các bạn thấy em đánh đường bầu không? Bây giờ cái kênh này em là làm ra thì em chỉ chia sẻ toàn bộ là nail thôi. Đây là những cái mẫu vẽ mà làm thông thường luôn, làm thông thường ở trong tiệm đó các bạn, nên em này chia sẻ mỗi ngày. Các bạn thấy mình
one back to you and that polish on the top. Yeah, polish and then the gel polish. You're supposed to do her because Amy's doing me. Mm-hmm. Okay. Get them out, Dad. Doing my feet. Okay. Trim them. I think I just all of them. We're just yeah. doing French. Oh, you want to do French? Okay, no problem. Ok, rồi, để em tí xíu đi. Okay. Em mì chưa làm xong cơ này là khách hàng em mì vô rồi đó các bạn. Rồi, món này cũng vậy. Sau khi mình vẽ xong các bạn thấy em bắt cao lên. Đó, cái đường này mình bắt cao lên, mình muốn cao cỡ nào là do mình thôi. Mình đánh cái dòng này nó sâu cỡ nào cũng được đó. Ai mày vẽ cái này là ai mày không có chùi lên acetone nha các bạn. Mình canh mình vẽ cho đều là mình vẽ thẳng luôn. Rồi bây giờ. Rồi bây giờ ai mày sẽ cho hơi nha. Rồi bây giờ mình cho hơi tay bên đây. Cái bước sau cùng nữa, bây giờ mình bỏ nước bấm lên là mình đã hoàn thành cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha các bạn. Rồi em mình bỏ nước bấm lên đây. Rồi bây giờ em mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây nha. Em mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.